Chào mừng các bạn đến với video loại bỏ ve chó phần tiếp theo. Phần này chúng ta cùng xem cái quá trình loại bỏ ve ở bên trong cái lỗ tai của chú chó này các bạn. Chú chó này mình nhìn có vẻ như là chó con các bạn. Tay dày đặc ve các bạn, ve này mình nhìn thấy đa phần là ve đặc không mình nha các bạn, ve bầu ít, ve bầu chỉ có một số ít ta cũng còn. Còn lại ve đặc quá trời. Chầm gấp một lần, một chầm luôn. Wow, quá trời quá. Có người bị sờ lâu quá trời các bạn, bị nghéo quá trời các bạn, những cái phần lông cổ với mình mà nghéo quá trời sờ lâu quá. Phần này người quay video không có quay cận cảnh như thế là xem rõ các bạn, để quay cái góc này chúng ta có nhiều quá trình loại bỏ ra ở phía bên trong các bạn. Cái này do cái góc quay này.
hết rồi đó các bạn. Là video này mình xem phải là sắp hết rồi đó. Thì là quá trình mở bỏ mà mình xem mình nữa ta nha các bạn. Còn khi có thể người ta đã loại bỏ rồi. Loại bỏ xong rồi các bạn. Bây giờ người ta xịt cái thuốc trị vết thương mặt như sát khuẩn đó. Rồi, vậy là video này đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.